Dạ, thế thì tôi bà đây cũng có một tí tiền có mấy lần ở trong tài khoản, thì đây là cháu cứ cầm về đấy, cái chỗ này có 50 triệu cầm về dưới để mà lo chi tiêu cho gia đình, có việc gì cần thiết thì phải ấy. Thôi bác, Đấy. bà có tiền rồi trong tài khoản bà có thể tiêu chứ, là cứ chắc có mang được mấy đồng bác, có gì đưa hết cho cháu cái này thì bà thì còn gì mà tiêu. Bà Ừ, cháu chơi à? nó gọi cho lên à? Ừ, ở bà cháu lên chơi á, có đúng không? Vâng, Đây này là cái triệu. Ăn cơm chưa? Đã ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Chưa. Cái gì này mang cái gì chuyện kia chứ là giống như cho nhà ở riêng đấy, xem đấy, cho nhà ở riêng đấy. À thế à, thế là cho ở riêng rồi à? Vâng, đấy, đây là ở cho riêng rồi. Cho ở riêng rồi, thế thì sao, có cái chuyện gì mà lại cãi nhau to tiếng mà lại cuối cùng lại bà lại đập hết các thứ đi rồi bà lại ghét thì bỏ cũng thì đầu đưa câu chuyện là đầu đưa câu chuyện là nó kể bà cũng có cái chuyện gì đâu, chỉ có cái chuyện lặt vặt với nhau thôi mà, cháu ở riêng rồi đấy, xong là đấy cho sáng thì cho dán cho ăn chín ăn, nhưng mà cũng có nói đâu, mẹ cháu cũng cho ấy đâu, bà luôn cũng có cho làm đâu đấy, bà giờ bây giờ bà biết à. Cũng có cho làm đâu, ném hết đi chứ. Ông bà hay nhỉ, bà nhìn sao bà nóng tính thế, đấy từ nóng tính nó này là tự nhiên là ra như thế đấy. Mẹ chồng nàng dâu suốt ngày. Thế hay là cháu Bi nó có nói gì cãi gì bà không? Nhà cháu có cái gì bài đó, tính gì nhà cháu đây cũng có gì nhà cháu hay nói thẳng hơn, chứ nhà cháu cũng không cái. Thế này bà này. Đấy, bà thế bây giờ bà biết đấy. Thế là sao này khổ thế? Thế thì chắc gia đình khó khăn này, về tiền nong hay gì, cái kinh tế như thế nào mà lại. Cháu cũng chẳng biết đâu, mẹ cháu cũng chẳng biết, cháu cũng khủng hoảng thế rồi, cũng về tiền nong có thứ mẹ cháu cũng ấy đâu, có bảo là thiếu tiền hay cái gì đâu, thì cũng có thế rồi. Xong đó nhà cháu tính nhà ở riêng này, cháu cháu cho là ở riêng đấy, ở riêng thì cháu xin là ở riêng hay là bà ở riêng, cháu xin là ở riêng, mẹ cháu cũng không đồng ý, thế là nhưng mà cháu cũng có tình sinh ra thì mẹ cháu cho ở riêng ở bếp đấy, cho xuống bếp nhà ngang đấy, nên là bây giờ cho xuống bếp nhà ngang, cháu tưởng đâu là đây là nhà ngang hay gì, vâng đây là nhà ngang đấy, xong cháu tưởng là sau khi cho xuống nhà ngang thì mọi chuyện yên êm xuôi rồi, nhưng mà cũng là êm xuôi đâu, nhưng nhà ngang rồi cũng không yên ổn với mẹ cháu nữa cơ. Kinh tế của cháu là nó đang eo hẹp nên nếu cháu có kinh tế thì cháu xin thuê nhà ở ngoài cách xa nhà cháu ra, thì may là mẹ cháu và nhà cháu cũng yên ổn chứ không có ở chung trên một mảnh đất thế này, nó không yên ổn mà làm được. Nói như đó thì cũng nên phải, thì trong gia đình thì bảo bà là thôi thì chỗ mẹ con không học tính hết nhau thì thôi, thì bà cũng thông cảm, mẹ thông cảm cho mẹ con nhé. Trước là sau quen chưa biết việc gì, chưa biết làm thì sau dần sẽ quen sẽ biết. Thì phải bảo con. Chứ giờ mẹ cứ đồng tí mẹ đang mẹ phá mẹ vào đập cái này thì sau này để đang gia đình khó khăn đến gì ra mà có tiền đâu mà sắm sửa ra được không? Vâng đấy. Thế giờ là nó khó khăn đang đang lúc ấy thôi thì đã thế thì tôi bà đây cũng có một tí tiền có mấy lần ở trong tài khoản, thì thế hay là cháu cứ cầm về đấy, cái chỗ này có 50 triệu cầm về dưới để mà lo chi tiêu cho gia đình, có việc gì cần thiết thì phải ấy. Thôi bác, bà có tiền rồi trong tài khoản bà có thể tiêu chứ, giờ là cứ chắc có mang được mấy đồng bà, có gì đưa hết cho cháu này thì bà thì còn gì mà tiêu. Bà cũng được cái cô bác cái chị các chú cô bác cái cháu là cũng là đi làm về có tiền, thế là cũng được cho được tiền đấy, nó cứ cầm lấy cái này về thì để chi tiêu trong gia đình, thế rồi là có tiền đấy tìm lấy là nói với bà với mẹ con ấy, thì là tôi thì mẹ con có cái gì không nên phải bảo mỏ nhau trong gia đình. Thế thì cái tiền trong cái thẻ này thì cứ lạnh thời cơ
coi như cho cháu mượn thôi. Thế một thời gian nữa cháu đi làm được cháu gửi lại bà, vì là bà cũng thì có dư giả nhiều đâu mà bà cho cháu nhiều cái này thì cháu nhấm nhận. Thì cô cứ cầm tạm, vâng, cầm về đi. Vâng, để cháu tiền này nhưng mà cháu cầm về, nếu mà một thời gian nữa mà nhà cháu với bà nội cũng không kiểu như hòa thuận được với nhau ấy thì cháu là phải thuê ra ở riêng ở ngoài, thuê nhà là ở riêng ở ngoài. Giờ cứ bảo cứ sáng một cãi nhau một trận, mà chiều lại cãi nhau một trận thì thực ra cũng không thể làm được cái gì mà không ăn được đâu. Vâng, cháu là ở giữa, cháu cao đầu nhất đấy, một bên thì là vợ, một bên thì là mẹ, bây ngày cũng chết mà không bây ngày thì cũng lại đánh nhau to quá ấy. Bên mẹ, bên thằng vợ, chẳng biết nói nào, không biết nói nào, không biết bây ngày cơ, vì là cả hai bên đều rất là quan trọng. Bây một đằng, không bây được nữa. Đây đây, cho cháu mở, cho bà xem cái video. Đây, mẹ đang đọc hết cả video. Xem mấy video vẫn mở xem. Video này đấy, nhà cháu ăn cơm rồi cháu kể chuyện bà. Từ trước này là cháu ăn cơm là lần này cháu ra cháu gọi mẹ cháu về ăn cùng mâm, mà mẹ cháu này tính mẹ cháu này hay không bao giờ ăn cùng mâm cơ, cứ ăn trước ăn xong người trước người sau đấy. Nên hôm nay là cái lần này là cũng thế, nên là cháu ăn trước rồi đấy. Đấy mẹ cháu đọc hết, cháu ăn trước bao lâu cũng 1-2 phút mà. À, mà mẹ bà rồi cũng về, nhưng mà cháu này cháu mời bà vào ăn đàng hoàng rồi, chứ phải là không mời hay không gì đâu ấy. Bà đuổi lên mà đập hết chứ bà có để đâu. Đấy cứ thế thôi ấy, mà mẹ cháu cũng chấp nhận chứ đập hết. Đấy phần sau cái tính bà thế cứ gọi bà về ăn cơm cùng. Đấy cháu gọi đúng khi cháu gọi rồi đấy, nhưng mà sao khổ lỗi mẹ cháu này hai ngày gọi về mẹ cháu không ăn. Lúc gọi ra thì bảo là ăn trước đi, hoặc là về nhà ăn trước thì mẹ cháu lại về mà nó không đợi tao ấy, mẹ cháu lại đập. Không biết đâu mà chiều luôn. Vâng đấy, có tính hay là nghe này nọ nghe này kia mà cháu chả biết đâu. Cháu ngoài cũng có người tốt, nhiều người tốt thôi, chắc cũng chỉ có một số người, một hai người người ta vâng kiểu người ta cũng cứ tính nết, người ta cũng kiểu khó tính thôi đấy. Vâng đấy, mẹ cháu nên là người ta cũng không mấy vừa không đấy, là đa số ai cũng tốt thôi, mỗi khi mà người là đây có một người thì cũng là ai thế đâu. Vâng, chắc là người ta xúi dục, người ta nói gì nên là vàng này hay là bà nghĩ là về tiền nong thiếu thốn hay cái gì nên là bà nóng tính, giận mình với nóng tính thì chưa tìm ra, cháu chưa tìm rõ ra là rằng bà do vân làm sao đấy, vì làm sao mà bà nóng giận như thế, thế cứ dần dần về cứ nói lại với mẹ thôi, bảo mẹ thông cảm thôi, cứ con thì về đấy, về nhà đấy thì con gọi mẹ không về ăn cơm, bây giờ thôi sao con rút kinh nghiệm đợi mẹ về ăn cơm cùng. Mẹ cháu dặn nhà cháu đấy là khi nào có ăn cơm ở nhà ăn cơm thì phải gọi phải mời đồng hoàng quá, bà đã khó tính rồi mà cứ hỏi như vậy để nói cho. Thế nên là khó lắm. Không báo nữa. Làm vợ làm ấy mẹ khó. Và thế thôi giờ cháu thuê cho về có con nhỏ này nó khóc, hôm nào bà rảnh bà ra cháu chơi. Con ngoan lắm, cháu ngoan. Con cháu giờ nó chuyển nhà, nó xuống bếp ở, nó lại nhà nó đêm quấy đấy bà. Vâng. Thế hôm nào bà ấy bà lên nó chơi bà nhá. Ừ. Còn cái chỗ này cháu cứ mượn tạm của bà đã nhá. Vâng.